Chào mừng bạn đến với thư viện online của Hành Trình Kim Cương. Bạn thân mến, bạn có đang tìm kiếm cho mình những cuốn sách hữu ích để rèn luyện và nâng cao khả năng lãnh đạo? Nếu đây là mối quan tâm của bạn, thì tuyển tập 101 điều nhà lãnh đạo cần biết sẽ là lựa chọn sáng suốt. Bộ sách được viết bởi tiến sĩ John C. Maxwell, một chuyên gia lãnh đạo hàng đầu thế giới, đồng thời cũng là một trong 25 tác giả sách bán chạy nhất theo bình chọn của Amazon. Chọn bộ bao gồm 8 cuốn, tương ứng với 8 kỹ năng và chủ đề khác nhau. Ở video này, Hành Trình Kim Cương sẽ cùng bạn khám phá nội dung trong cuốn sách có chủ đề Thành công. Đầu tiên, thành công là một hành trình. Tác giả bắt đầu cuốn sách theo cách mà ông vẫn thường làm, đó là đưa ra khái niệm tổng quát. Vì với ông, khái niệm luôn quan trọng. Nó không đơn thuần mô tả định nghĩa mà còn giúp ta nhìn thấu, hiểu sâu bản chất của vấn đề. Bây giờ, hãy cùng khám phá xem tác giả quan niệm thế nào là thành công. Mọi người thường khát khao sở hữu trí tuệ như Einstein, khối tài sản khổng lồ như Bill Gates hay năng lực kinh doanh của Donald Trump. Vô hình chung, trong mắt họ thành công là trông giống như một ai đó, chứ không phải mình. Và nếu vẫn tiếp tục ngộ nhận như vậy, chúng ta chỉ có thể trở thành bản sao bị lỗi của người khác. Bởi vì như John C. Maxwell chia sẻ, của cải, quyền lực hay thành tựu đều không được dùng để định nghĩa thành công. Thành công là biết được mục đích sống của mình, phát triển để đạt được tiềm năng tối đa, gieo mầm tạo lợi ích cho người khác. Thứ hai, ước mơ dẫn lối thành công. Như đã nói ở trên, thành công là cả một chặng đường dài, nhưng không phải vì thế mà bạn có quyền bước đi vô định. Ước mơ cũng giống như điểm đến, sẽ giúp bạn xác định và tập trung toàn bộ thời gian, sức lực cho những mục tiêu quan trọng. Ngay cả khi phải làm công việc không yêu thích, bạn cũng không thấy nản chí. Vì bạn hiểu rằng, mọi thứ không hề vô nghĩa, chúng đều là những viên gạch kiến tạo nên công trình thành công cho riêng bạn. Thứ ba, thất bại, cái giá của thành công. Khi ta cho phép bản thân thất bại, cùng lúc đó ta đang cho phép bản thân vượt trội. Thất bại là thực tế không thể chối bỏ, nó chắc chắn phải đến và sẽ đến. Bằng một cách nào đó, vào một lúc nào đó, những khiếm khuyết phải được trả giá, những sai lầm cần được rút kinh nghiệm, để bạn nhìn thấy rõ hơn sự chủ quan, vội vàng, thiếu hiểu biết của mình. Để bạn không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân, để bạn học cách đặt dấu chấm xuống dòng và viết tiếp câu chuyện thành công còn dang dở. Thứ tư, lãnh đạo bản thân, chìa khóa của thành công. Bước đầu tiên để tiến tới thành công là lãnh đạo bản thân đặc biệt tốt. Quyết định thực hiện mục tiêu là một chuyện, nhưng bám sát theo quyết định đó lại là một chuyện khác. Khi mọi người trốn bước, bạn sẽ tiếp tục tiến lên hay dừng lại? Khi mọi người bỏ cuộc, bạn sẽ buông xuôi hay tự tay thắp sáng ngọn đuốc hy vọng? Để có được thái độ và khả năng tự chủ cao, bạn có thể thực hành các bước chăm sóc kỹ năng tự lãnh đạo cơ bản của John C. Maxwell. Đó là kiểm soát cảm xúc, thời gian, mục tiêu, năng lượng, suy nghĩ và thậm chí cả lời nói. Thứ năm, hợp tác, nền tảng của thành công. Hợp tác là từ khóa quan trọng nếu muốn giải mã thành công. Trong suốt cuộc đời mình, bạn sẽ gặp nhiều kiểu người khác nhau. Có người thì thật tâm dạy bạn điều hay, thì cũng có người dã tâm tranh đoạt. Có người đưa bạn lên đỉnh non cao, thì cũng có người kéo xuống tận cùng vực thẳm. Nhưng dẫu vậy, hãy cứ mở rộng lòng mình để tìm kiếm những mối quan hệ tốt đẹp. Đi cùng người khác sẽ thành công nhanh hơn, với ít nỗ lực hơn. Đây là lưu ý mà John C. Maxwell nhiều lần nhắc lại trong cả bộ sách. Tuy nhiên vì giới hạn dung lượng, nên trong cuốn sách này, ông chỉ dành một phần nhỏ để chia sẻ cách thức xây dựng một mối quan hệ bền vững. Nếu bạn muốn tìm hiểu tường tận hơn, có thể tham khảo thêm video tập 1, chủ đề mối quan hệ mà Hành Trình Kim Cương đã giới thiệu đến bạn trước đó. Sẵn sàng thăng cấp cuộc chơi. Khi đã thành công ở vị trí hiện tại, bạn cũng đừng quên mở rộng cơ hội để có thể thành công ở một cấp độ khác cao hơn. Đó là lãnh đạo người khác đã được thành công. Bạn luôn được trao quyền thăng cấp trò chơi nếu muốn. Vì thế, đừng bao giờ dừng lại, hãy tiếp tục bước đi và sống bằng cấp độ tiếp theo. Ta kiếm sống bằng cái ta nhận được, nhưng ta thành công bằng cái ta cho đi. John C. Maxwell không thể dắt tay đưa bạn đến đỉnh vinh quang. Vậy nên, ông trao cho bạn bí kíp của mình với tất cả niềm thiết tha mong muốn được truyền cảm hứng, sẻ chia và giúp đỡ. Có thể nói, cuốn sách không chỉ là cẩm năng hữu ích dành cho nhà lãnh đạo, mà còn là lời động viên tinh thần, tiếp thêm động lực cho những ai còn đang mải miết trên hành trình chinh phục thành công của riêng mình. Bản quyền tóm tắt sách thuộc tập đoàn Hành Trình Kim Cương.